Quý vị và các bạn thân mến, giá vàng tại thị trường vàng trong nước bất ngờ đảo chiều giảm theo xu hướng thị trường vàng thế giới trong phiên giao dịch sáng ngày hôm nay, ngày 2 tháng 6 năm 2021. Sau khi giá vàng tại thị trường vàng thế giới leo lên gần đỉnh 5 tháng ở phiên trước đó nhờ đồng USD suy yếu. Xin được kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng buổi chiều tối ngày hôm nay, ngày 2 tháng 6 năm 2021 được phát trên kênh Giá cả thị trường. Ở bản tin này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một số thông tin về thị trường giá vàng trong nước cũng như trên thế giới. Phần tiếp theo là bảng giá vàng trong nước được cập nhật mới nhất ở thời điểm hiện tại trong phiên giao dịch chiều tối ngày hôm nay. Sau đây là nội dung chi tiết. Quý vị và các bạn thân mến, tại thị trường vàng trong nước mở cửa phiên giao dịch sáng ngày thứ tư, ngày 2 tháng 6, giá vàng trong nước bất ngờ giảm tại các hệ thống kinh doanh. Cụ thể, vàng miếng SJC tại cửa hàng vàng bạc đá quý Sài Gòn giảm 100.000 đồng trên lượng ở chiều mua và giảm 200.000 đồng trên lượng tại chiều bán. Giá mua và bán tại tập đoàn Doji điều chỉnh giảm 50.000 đồng trên lượng. Doanh nghiệp Phú Quý cũng điều chỉnh giá vàng SJC lần lượt giảm là 50.000 đồng trên lượng ở chiều mua vào và giảm 100.000 đồng trên lượng tại chiều bán ra. Cùng thời điểm khảo sát, hệ thống PNG, công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận điều chỉnh giá mua vào và bán ra giảm 150.000 đồng trên một lượng. Hiện tại, trong phiên giao dịch buổi sáng ngày hôm nay, giá trần mua vào của vàng SJC đạt mốc 56,90 triệu đồng trên lượng và giá trần bán ra có ngưỡng 57,55 triệu đồng trên mỗi lượng. Bên cạnh đó, các loại vàng nữ trang khác cũng giảm trong phiên giao dịch sáng ngày hôm nay. Theo đó, giá vàng 24K giảm 150.000 đồng trên lượng, vàng Tây 18K giảm 120.000 đồng trên lượng, vàng 14K giảm 90.000 đồng trên mỗi lượng. Để quý vị và các bạn nắm rõ hơn về thị trường vàng trong nước, sau đây chúng tôi xin được gửi tới quý vị và các bạn bảng giá vàng chi tiết được cập nhật mới nhất trong phiên chiều tối nay, chiều ngày 2 tháng 6 năm 2021 như sau. Đầu tiên là giá vàng SJC tại các tổ chức lớn, SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, chiều mua vào là 5.705.000, bán ra 5.765.000, tăng 100.000 đồng trên lượng ở chiều mua, chiều bán ra không có sự thay đổi. SJC Hà Nội mua vào 5.705.000, bán ra 5.767.000, tăng 100.000 đồng trên lượng ở chiều mua, chiều bán ra không có sự thay đổi. Doji Hồ Chí Minh chiều mua vào là 5.700.000, bán ra 5.760.000, tăng 100.000 đồng trên lượng ở chiều mua nhưng giảm 50.000 đồng trên lượng tại chiều bán. Tại Doji Hà Nội mua vào 5.695.000, bán ra 5.755.000, tăng 100.000 đồng trên lượng ở chiều mua và giảm 100.000 đồng trên lượng tại chiều bán. Tại hệ thống pin Doji Hồ Chí Minh và pin Doji Hà Nội, chiều mua vào là 5.700.000, bán ra 5.760.000, tăng 50.000 đồng trên lượng ở chiều mua và giảm 50.000 đồng trên lượng tại chiều bán. Phú Quý SJC chiều mua vào là 5.705.000, bán ra 5.755.000, tăng 100.000 đồng trên lượng ở chiều mua nhưng giảm 50.000 đồng trên lượng tại chiều bán. Tiếp theo là giá vàng ở một số ngân hàng. Đầu tiên là ngân hàng Exim Bank chiều mua vào là 5.710.000, bán ra 5.770.000, tăng 100.000 đồng trên lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Ngân hàng ACB chiều mua vào là 5.710.000, bán ra 5.770.000, tăng 200.000 đồng trên lượng ở chiều mua và 300.000 đồng trên lượng tại chiều bán. Một số giá vàng còn lại tại các ngân hàng, quý vị và các bạn vui lòng tham khảo thêm ở bảng giá. Tiếp theo là giá vàng SJC ở một số tỉnh thành phố. Ở thời điểm này, giá vàng SJC ở một số tỉnh thành phố tăng 100.000 đồng trên lượng ở chiều mua, nhưng chiều bán ra thì không có sự thay đổi. Đầu tiên là SJC Đà Nẵng, chiều mua vào là 5.705.000, bán ra 5.767.000. SJC Nha Trang, mua vào 5.705.000, bán ra 5.767.000. SJC Cà Mau, mua vào 5.705.000, bán ra 5.767.000. SJC Bình Phước mua vào 5.703.000, bán ra 5.767.000. SJC Huế chiều mua vào là 5.702.000, bán ra 5.768.000. SJC Biên Hòa chiều mua vào là 5.705.000, bán ra 5.765.000. SJC tại khu vực miền Tây chiều mua vào là 5.705.000, bán ra 5.765.000. SJC Quảng Ngãi chiều mua vào là 5.705.000, chiều mua vào là 5.765.000. SJC Long Xuyên chiều mua vào là 5.707.000, bán ra 5.770.000. Tiếp theo là giá vàng bốn số 9 và vàng nữ trang SJC. Ở thời điểm hiện tại, giá vàng bốn số 9 và vàng nữ trang SJC vẫn duy trì đà giảm như phiên sáng nay, dao động giảm trong khoảng từ 63.000 cho đến 150.000 đồng trên mỗi lượng. Đầu tiên là nhận bốn số 9 từ 1 cho tới 5 chỉ, chiều mua vào là 5.330.000, bán ra 5.390.000. Cùng giảm 150.000 đồng trên lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Vàng bốn số 9 mua vào 5.290.000, bán ra 5.360.000, giảm 150.000 đồng trên lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Vàng 24K
mua vào 5.206,9 nghìn, bán ra 5.306,9 nghìn, giảm 149.000 đồng trên lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Vàng 18K mua vào là 3.835,4 nghìn, bán ra 4.035,4 nghìn, giảm 113.000 đồng trên lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Vàng 14K mua vào là 2.940,2 nghìn, bán ra 3.140,2 nghìn, giảm 87.000 đồng trên lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Vàng 10K mua vào là 2.050,3 nghìn, bán ra 2.250,3 nghìn, giảm 63.000 đồng trên lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Như vậy, nhìn vào bảng giá vàng ở thời điểm hiện tại, trái ngược với xu hướng giảm giá của thị trường vàng thế giới, giá vàng trong nước lại bất ngờ bật tăng, dao động tăng trong khoảng từ 100.000 cho đến 200.000 đồng trên lượng so với phiên giao dịch mở cửa buổi sáng ngày hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, trên đây là một số thông tin của thị trường giá vàng trong nước, mà tại thị trường vàng trong nước thì thường biến động theo xu hướng của thị trường vàng thế giới. Vậy thì ở thời điểm này, giá vàng tại thị trường vàng thế giới diễn biến như thế nào? Sau đây kính mời quý vị và các bạn cùng bước vào một số thông tin của thị trường vàng thế giới. Tại thị trường vàng thế giới ở thời điểm hiện tại đang giao dịch quanh ngưỡng 1.897,64 USD trên một ounce. Như quý vị và các bạn cũng đã biết, ngay trong phiên giao dịch đêm qua, vàng đã bị bán mạnh ở cả thị trường châu Mỹ và châu Âu, và dòng tiền quay trở lại đầu tư vào cổ phiếu, giúp cho chứng khoán cả châu Âu và Mỹ đều tăng điểm tốt. Theo giới chuyên gia nhận định, giá vàng có thể còn lùi sâu hơn khi các nền kinh tế mở cửa trở lại vào cuối tháng 5. Nền kinh tế sau mở cửa sẽ tiếp tục tăng trưởng tích cực hơn hiện tại. Dữ liệu cho thấy các hoạt động sản xuất tại Mỹ đã tăng trong tháng 5 khi nhu cầu bị dồn nén đã thúc đẩy số đơn đặt hàng tăng cao. Lợi suất trái phiếu chính phủ của Mỹ đã tiến lên mức cao nhất trong hơn một tuần, qua đó làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng. Chứng khoán toàn cầu cũng leo lên mức cao kỷ lục khi các thị trường rũ bỏ lo ngại về lạm phát gia tăng. Tuy nhiên, góp phần cung cấp hỗ trợ cho vàng, chỉ số đồng USD lùi 0,2%, khiến vàng trở nên ít đắt đỏ hơn đối với những người nắm giữ các đồng tiền khác. Hiện các nhà đầu tư đang chờ số liệu kinh tế quan trọng của Mỹ, với sự kiện chính là báo cáo việc làm tại Mỹ công bố vào ngày 4 tháng 6. Ở thời điểm hiện tại, vàng suy giảm nhẹ, tuy nhiên đã có một sự phục hồi ấn tượng trong tháng 5 vừa qua, vọt tăng gần 8%, mức tăng hàng tháng lớn nhất kể từ tháng 7 năm 2020. Với tâm lý thị trường vẫn khá lạc quan, nhiều nhà phân tích đang để ý đến mục tiêu giá vàng 2.000 USD cho năm nay. Kim loại quý là một trong những mặt hàng cuối cùng tăng vì báo cáo về lạm phát. Điều cuối cùng đã khởi động cho đợt tăng giá của vàng là dữ liệu việc làm và bán lẻ đáng thất vọng của Hoa Kỳ, giúp đưa giá lên mức 1.900 USD vào cuối tháng 5 một cách chắc chắn. Dữ liệu lạm phát cao hơn trong tháng trước và sự biến động của tiền điện tử cũng đã khiến nhiều nhà đầu tư trở lại thị trường vàng thúc đẩy giá cả. Theo nhận định của ngân hàng Commerzbank, cũng dự kiến giá vàng 2.000 USD trên một ounce vào cuối năm nay với lý do lo ngại về lạm phát và Cục Dự trữ Liên bang. Tuy nhiên, các nhà phân tích cũng cảnh báo về một làn sóng chốt lời có khả năng xảy ra khi vàng tiến gần hơn đến 1.918 USD, đây là mức giá hòa vốn trong năm. Quý vị và các bạn thân mến, những nội dung trên đã khép lại bản tin giá vàng buổi chiều tối ngày hôm nay của chúng tôi. Quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh cũng như tích vào quả chuông ngay bên cạnh để không bỏ lỡ những bản tin mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.